2 có trồng mấy cái bông giấy này đẹp quá. Hai con hai khỏe không? Khỏe, mới đi xuống bên vừa mới về tới. Trời đã vậy. Ừ, có hai cái tăng cường hết hết đường đi luôn nữa. Ừ. Nhà có hai phía sau này thành cái botanical garden này. Đó rồi trời, nó vậy nó nhìn cho nó vui rồi này, rồi mấy cái chậu nhỏ nhỏ củ xì đem ra trước rồi à. Đem ra ngoài để dài dài đó nữa. Mấy cái mai có hai chồng cộng cộng lại cũng còn là tiền không á. Trời ơi, mua nội mua của thằng Sang Bùi đó con hai ngàn mấy rồi đó. Cái gì vườn Florida mai vàng vậy hả? Ừ, mai vàng Sang Bùi đó. Ừ. Vì quay phim này cũng quảng cáo cho nên nó phải trả tiền cho con chứ. ngàn tư sáu cái 2000. Gì? Trời mua của cái này cái nào cái kia bọn cái đó bọn ta bao nhiêu? Của Sang Bùi. Cái đó nhiêu? Cái đó 700 đô. Ờ, 700 ngày đô trước mình... 700 đô nữa. No, 700 đô là mình mua off Floyd đó nghe, mua mấy tiểu bang khác là khác à. Ừ, mua cây không còn cái chậu mua 300 nè. Lận cây gần viên thôi 1000 đó. Gần 1000 đô rồi. 1000 đô rồi. Ừ, trước 1000 nữa. Ừ. 2000 rồi một cái cây cũng 700 nữa, chết tiêu nè, thấy không? Ừ. Chết cây rồi, bỏ ra nè. Đâu có bèo đâu, mấy cộng cộng Việt Nam có hai mấy triệu con bao ăn chậu vô. Đó. Ừ, 20 mấy ngàn đô rồi, ủa 2000 mấy quên. Ủa 20 mấy ngàn. Ừ? 20 mấy ngàn. Tất cả luôn hả? Ừ. Nguyên đi. Nguyên cái này nè, 20 mấy ngàn rồi đó. Trời. Nhờ cái cây đó 700 cũng chết, bỏ ra. Thấy chưa? Cộng lại cũng gần nửa tỷ rồi chứ bộ. Nổi cái hàng này của hai chồng biết nhiêu, 3000 đồng á. Ê, có hai chồng này hay không, cộng lại gần nửa tỷ vậy chứ. Đếm tính tiền Việt Nam trả luôn. Nửa tỷ ở dưới quê đựng căn nhà ở rồi đó. Ừ. Mình ở đây không có. Ở đây chơi, thích thì chơi thôi. Nhưng mà đỡ có cây trứng cá có la rai ăn hoài. Ừ, có. Nè ăn đi, hái ăn đi, ngọt ngọt ăn thơm miệng, có ở trong đây chín đỏ nè. Dưới quê thì hồi xưa dưới quê cũng có ăn mấy thứ này. Ừ, ăn nó thơm cái miệng mình. Cái trứng cá hả? Cái này kêu cái trứng cá. Ừ. Cái trứng cá này của chú anh chị. Qua hái được cái nửa chén luôn á. Ừ, cũng còn ngọt nữa. Ừ. Ngọt. Ngọt mà nó thơm cái miệng. Nhưng mà cái này nó có vị thuốc. Cái này nó chưa chín lắm thì cũng được cài ăn đại. Ờ, cái trứng cá Việt Nam thì sao chứ? Cái trứng cá Mỹ là hiếm á. Cái trứng cá nè. Ở vậy không dám giờ ra ngoài, nó để trong này để mình ăn. Giờ ra ngoài rồi cũng không thấy. Vì nó ngọt quá đâu, mấy con chim lệnh lụm hết trơn. Mấy cây ngọt ngọt, trái ngọt ngọt là ở ngoài, để ngoài để đứt á. Cái này nó chưa chín lắm, để nó cứ ăn đi. Chưa chín này ăn thôi, chưa chín. Ồ. Oh. Chưa chín ăn nó không ngọt lắm. Cây trứng cá. Nói gì vậy, trời hồi xưa cây trứng cá là bá cháy luôn, đang cháy nè. Hồi xưa tủ học trò đó là mê trứng cá lắm. Trường học nào cũng có trồng lắm. Đúng rồi ngay à. Ừ. Mà nó thơm, ăn nó thơm. Ăn đi. Bây giờ ăn, bây giờ được. Ăn đi, con hay ăn hoài, ngày hôm qua ăn nửa chén luôn. Trời. Nửa chén là hái rồi. Sạch. Ừ. Cây rồi. Hái vô nửa chén luôn á. Trời. Có hai chồng mấy cây mía này, mía này mía gì mấy cô hai? Mía ăn cũng ngon lắm. Nó mềm không? Ngọt, ngọt. Ngọt mà con hồi nghi gặp ngay mía mễ là nó cứng ngắt á. Ngọt. Để tìm được cái mía mà giống như nó đỏ đỏ giống như mía hương diệu vậy anh em. Cái ổi có con hai năm nay thấy bứt lá ở trên rồi nè, không có trái nào ở trên trời. Cắt cho nó hết. Bảo nó bị mò đánh đúng không? Ừ. Vì nó ra hết mò này con hai. Nói rồi hết cái đó rồi. Ừ. Mà không nó ra nó lá nhiều quá mò nó đánh cái đen thui chân. Nè. Mò đánh đen thui chân. Nghe tính nào cái giường phía sau này với giường trước này cộng lại gần 20.000 đô. Hơn hả? Hơn 20.000 đô. Mỗi cái tiền chậu con phân nửa tiền ơi. Ở trước không là 3000 mấy. Nè anh, chậu này cộng cộng cái chậu sòn sòn này cũng nhất 100 mấy không à. Tại vì cô hai không có làm được, cô hai mướn đó hả? Mướn nó là
Thôi muốn mắc thôi bà cố, muốn mấy mỹ nó ăn mắc tiền lắm. Tiền công nó là đào cái lỗ mới ăn 200 bà. Cô chú anh chị ở Florida thường ở đây người ta làm cái nhà lưới nè. Chiều ở trong đừng cho mũi chích. Có cái nhà lưới đó thì chiều ra ở đây mũi nhiều lắm. Để mục luôn rồi. Nè đó cái công nguyên cái vàng này ông để đây nó hư chân gì trời, hư không nó bằng nhôm á con nè, bằng nhôm không sao. Nói chờ có người đó, mai mốt có đứa nào lợi chơi rồi chắc là lễ này có đứa nó lên rồi nó dịnh phụ. Đó. Cái này đâu, hai cây này để cô hay nhắm, cô để chỗ nào cô hay dẹp cây này đi qua nè, cây này đi chỗ đâu tìm chỗ cho đi vô, nó chọn vô đây luôn ha. Hai cái chậu xích tới, hai chậu để đó à. Ha cũng được, để sát vô đây chặn rồi. Chậu này cái chậu được không, mình không mấy trăm mấy đó không, cặp nó 300 đồng á trời, mà đi mua dám đi cả mấy tiếng đồng hồ mới tới cái chỗ bán nè. 300 bạc cho ba, cho hai cái chậu. Ừ, có hai cái chậu. Ủa tới rồi đó hả? Rồi cha ở nhà cũng buồn mà đi thôi, sớm lạnh quá không có đi. Bà nội qua đi kìa. Bà nội qua chơi cô hai đó. Nằm đi ngồi dậy chơi bút. Có ai tính cái giường này phía sau gần gần hai mấy ngàn đô nè. Đó, chút cho theo chút. Có ai tính ra trồng bông này, có hai cái tiền chậu mắc hơn tiền bông. Tiền chậu mắc hơn tiền bông. Thế cái tiền chậu mắc hơn tiền bông này kiếm trăm mấy cộng lại thấy có nhiêu tiền. Nè. Chưa. Mà cây nào nó gần có bông thì chị. Nè. Giống như hai cái chậu còn con này 300 đô nè, rồi cộng hết với cái vàng phía sau này thấy có nhiêu tiền. Đó. Ủa chậu bự bao nhiêu cơ ha? Chậu bự trăm mấy con. Thôi bự gì mà để hơn cái kia à? Cái này trăm mấy nè. Bự đó nó mà nó không có chất lượng bằng mấy cái gì. Ủa cái này bằng mũ mà phải không? Bằng mũ. Mà 120 đó. Mấy cái này chứ bán 120 chưa thuế á. À, mấy cái chậu bằng sành nữa mắc nè. Mấy cái này nè, sạc mắc. Cái bằng xanh này mắc hơn, trời coi ghen quy ra đó nguyên nặng chết. Kể đi, nó chưa có bông mà chị. Kể đi lại coi. Để cho nó ngay hàng thẳng lối. Còn đi lặt lá mai nữa kìa. Lá mai hả? Kể từ từ, lá mai nó cũng còn tươi. Đi shopping mới về nè. Vậy hả? Bạn có đi không? Có. Đi về mới thay áo, giờ bà sửa soạn mình đi tiếp rồi. Mấy người bà con với ổng anh em gì vậy chưa? Chưa. Hả? Nhưng mà giờ bả sửa thẹn đi tiếp. Nè, con mẹ coi hai này nói cái bông này bông trắng. Cái ừ. Chồng kế cái bông đỏ này từ từ giờ nó ra nửa trắng nửa đỏ. Hồi đó mua nó tính tinh nè. Thấy chưa? Giờ trắng nữa, giữa trắng như đỏ nó lai nguyên cái gốc, giữa trắng như đỏ nãy giờ. Chở mấy người đó đi shopping hả? Không. Đâu có ai đâu. Mình hai chị với bả đi à. Không mấy người. Có hai cũng chưa qua phượng nên là có hai. Có người nào? Ủa sao như nói chị anh em đâu? Không có ai đâu. Ủa bữa nó nói xuống ở về ngày đâu, không có xuống. Lặt mai cho Tết nè. Đó, lặt lá. Lặt lá rồi còn hai cây bên đây nữa, ba cây nữa, u bốn cây luôn. Vì sao cô chơi con hai sư chưa thấy trái nào vậy? Gì con? Vì sao cô chơi con hai chồng bên kia chưa thấy trái nào vậy? À, không có trái nào hết á. Mà hồi đó đem về nó bông nhiều lắm mà không có trái, còn cây bên đây đem về không có cái bông nào mà giờ có được 4 trái. Có à? Có 4 trái. Cây này dồn có bông lại chưa? Chưa. Ừ. Có
sao đằng này ăn không bông gì kìa nữa. Có hai cái giờ cũng được, trong này được hai cây cốc, cái bự cái nhỏ, hai cây cốc mai thì mai vàng thì đầy chân, mai tứ quý mai vàng gì, mai tá lã mai chân trời. Cây mai này sắp có bông nè, cây mai Mỹ. Mai Mỹ hả? Ừ, này mai Mỹ là sao nó quéo chứ kìa. Mai Mỹ nè, có bông nè. Như nhà con trai con chồng với Vũ không có chồng. Vũ có chồng. Mai Mỹ. Có bông rồi nè. Ừ. Cái này. Mai Mỹ nó ra bông nhiều lắm đó con ơi. À. Con hay thích có bông vẫn vui. Nó ra chùm. Nó nhiêu đây mà kéo tới kéo lui hoài. Ồ, cái cây nữa cái tàn lớn lắm con ơi. Cái này hả? Không có lớn đâu, cái này tại cái này nó không lớn. Cái này kiểng chứ không phải là như Việt Nam. Cái này cây phượng như Việt Nam. Không, Việt Nam có trồng nó nhỏ vậy đó. Việt Nam khác, còn đây ở đây phượng này phượng là kiểng, phượng. Phượng Việt Nam là cái phượng ấy. Là cái phượng Việt Nam nó trồng nguyên cái sân trường đó, có con cây mà nó ra một cái tàn giống như là khủng bố luôn. Nó là của Mỹ, của Việt Nam. Phượng này của Mỹ. Kiểng. Tăng cường thêm cái tượng Phật trong đây nữa. Chế ngon cây 75 đồng cái gì chết. Như này trái xum xê vậy mà ăn hết cái nó chết. Chết, chết ngay. Cây giống cây này nè, cái gì cái tắc nè. Cao vậy đó mà anh chết hết cây đó. Ờ, cái tắc cũng chết hả? Ừ, không biết sao cũng chết quê luôn. Cái nhà em trồng mấy năm đâu có chết. Trồng mấy năm, trồng từ mấy giờ rồi, từ mấy giờ vô tới giờ 5-6 năm đâu có gì đó. Cắt đó, năm nay em cắt ra đó, cắt ra đưa chị đó. Bên đưa cho bên này cái này cũng chiếc cái này phải không? Ừ, đó chiếc đó. Chiếc ra giờ chiếc cái tàn. Cái tàn ông chiếc cây đó, ừ cây đó đó. Cái đó chiếc cạnh đó. Ừ, còn hai cây kia cô hay mua lâu rồi, 2-3 năm nay rồi. Cô hai chơi chừng giờ con gà đi bộ về là nguyên cây này lá không kiểu lũi luôn. Đổi cái nào có bông đem về. Từ. Về rồi có hai mua về cái đầu hai chưa kịp cái bông nữa, có hai đổi cái khác nữa đâu cái bông đâu. Cái cây ngọc lan bữa nay nó xanh rồi. Ừ, nay nó xanh rồi, nó đang tìm cách nó ra bông để giờ nó ra nè. Ở cây này cây gì? Cây này thì giống như cây chuối cái gì cũng biết. Giống như cây củ khoai chuối Việt Nam. Ừ. Phải ra bông cũng đẹp ấy chứ, ra bông liền liền. Ra bông thì bông đẹp, không không biết cái này cái gì thôi. Thấy nhiều lắm lạ. Thấy đẹp. Giống lá mua vậy thôi, không biết đẹp. Gì. Giống khoai chuối. Khi nào có hai nhổ lên nó có củ không? Không biết. Có củ cũng đâu dám ăn. Được mấy bông nè. Rồi cái cây này bà bông phải mai hả con? Không phải, mai con. Cái kia nó chỉa qua, cô hai má thấy. Để cho nó đẹp. Mùa này nó chưa ra bông à? Hết nè. Ba chồng chồng ăn được mấy nồi à? Ăn được 3 nồi. Đâu chừng mấy tháng ra quất nồi cái chịu lũi. Mấy cắt chín này chị em cắt vô đây kìa. Để cho nó đẹp, cắt vô cắt hết cho đẹp. Nó ra bông. Để cho nó đẹp. Cắt cho nó ra bông khác. Nó ra bông ra có trái khác gì để vậy đâu có ra bông đâu. Cắt nó mới ra bông chứ. Cái cây này hồi Tết năm ngoái trời ơi nó thơm ngạt ngào luôn ấy. Nó thơm không thể nói. Ai đi vô tới đây cũng nghe mùi thơm quá trời. Ok, con đi luôn con ơi. Đi hả? Dạ, đi ngoài kia quay phim tiếp. Đi ra chỗ nhà nó sao bữa nay nó thấy nó mở. Trời sáng chạy về đi Sam về cái thấy nó chạy mở cửa.
Thường thường nó làm cái nó bỏ mấy cái tủ lạnh ở trong cái nó đóng cửa lại. Ừ. Bữa nay hên sao nó mở cửa đi vô coi, thường thường vô đóng cửa ngắt sao vô. À. Ok con hai ba. Đây, đây con. Dạ. Là cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Steven kéo qua nhà của cô hai với nhà của anh Trung để thăm cô hai. Thứ bảy ông gài bận quá không có quay phim được. Đi vòng vòng ngoài trời mưa nữa rồi về việc làm bận rộn nữa. Lười. Nè. Nhà cô hai nè. Nhà này bà ấm Steven có quay một lần lâu lắm rồi nha cô chú anh chị, khi mới vừa vô á thì bữa nay Steven ghé qua nhà cô hai thăm cô hai rồi quay mấy cái cây kiển thăm bả luôn. Ok mọi người, thì mình giờ hiện mình chạy ra cái khu sales center có một lần á, hồi xưa là chỗ đó nó là cái sales center, cái office, rồi giờ nó bỏ vô nó xây 5 căn nhà chỗ đó, mình xây gần xong rồi, có 3 căn xây xong. Mà hôm nay nó đóng xây xong cái nó bỏ mấy cái này kia vô á, mấy cái tủ lạnh nó vô cái nó đóng cửa lại, nó không cho người ta vô. Thì bữa nay đi chơi đi shopping về cái chạy ngang thấy nó mở cửa, hy vọng là nó còn mở cửa mình sẽ vô mình đi trong.